Rồi rồi, mát. Vâng, xin lỗi bà con, ngày hôm nay là mình với cả một người là kiếp khác. À đây, bạn đang đứng bên cạnh mình đây. Bạn ấy sẽ cùng nhau cùng vận với mình ngày hôm nay. Và mình sẽ nghe mỗi người trước một hiệp. Ngày hôm nay mình sẽ làm về, mình và bạn ấy sẽ làm về khẩu Destroyer và con chim đuôi vô tốp. Đấy, thằng này này. Mày hơi bị mất dạy nha, thằng này. Đây, bây giờ sẽ là đây là hiệp đầu tiên, hiệp thứ ba, và đây là phiên của bạn ấy chơi. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tao sẽ cùng chứng kiến tiếp cho thể hiện Mặc Châu. Ôi, cái what the fuck. Bà đây. Đã thấy thanh niên đấy. Tức cái tội thủ dâm. Thủ dâm vào chuồng. Quên bát bót. Ngày nay thì mình và bạn ấy sẽ mỗi người chơi một hiệp. Bà vãi thật. Đâu thanh niên nào, ra đây, thể hiện đây. Thể hiện đây các bạn ơi. Con gà này sẽ chết. Tại mình mới có 32 điểm, top 1 là 181 điểm. Đây. Tuổi gì, ôi giời ơi. Mắc rồi, thằng này sẽ chết. Còn có duy nhất hai thằng là người. Thế hiện đây. Nào, bậc thanh niên cận chiến, ôi kinh thế nhỉ. Mình hỏi này, sẽ chơi vất. Tuổi đấy cả M4 tất cả cái xếp ảnh nhường nhau thì cho mỗi người có thể được có một hiệp. Đây. Thế. Bất kể hiệp này kết thúc nhanh hay chậm. Rồi. Ôi dồi ôi. Qua tay rồi. Kìa đằng sau. Cận chiến được rồi. Tuổi gì? Ôi what the fuck. What the fuck. Khai phát. Được là tay cả. Hiện tại là có 4 thằng làm người. Đây. Tuổi gì. Nào, thể hiện tiếp nào. Ôi thằng bóng ma, mình sợ. Chú tể bóng ma không nên vào chiến. Nào. Đây. Anh em chúng ta nên vào chuồng không? Vào chiến được. What the fuck. Đồ vừa chém thế không chú. Chính chuyện. Vâng, quả chín. Chém măng người. Đây. Có thanh niên. Tuổi ghê. Có một quả chém không. Ôi không... Ôi, nhảy thế. Mất thần. Nhảy mắc ngu luôn. Thôi làm hero nào. Làm hero. Công 1 đang cầm mờ của nó 1 linh thương. Nhảy ao. Ôi, ở đây này. Tuổi gì. Ai rồi. Ôi, có 3 hero, 3 sao. Nó chém kinh quá. Hiện tại mình có 76 điểm. Thôi không sao. Top 1 là thằng thuộc clan VKB Trẻ Trâu. Nào. Rồi. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, vừa mới chuyển màn hình đã thấy thanh niên hero viết. Thôi hero muốn sao đừng hit fit mạng. Bà hit mạng. Vâng, đây là Doraemon 157 gram điện thoại. Vâng, đây là thanh niên hiếu 21 23. Vâng, con thuộc clan này cũng khá nổi tiếng. Bây giờ sẽ đến là phiên mình DOCT Gaming thì hiện. Nhặt non nào, thì hiện đây. Nào, ra nó bóc. À đấy, nhặt đây em ơi, nhặt đấy. Nhặt à. Muốn sợ các Galaxy. Ôi xời. Vừa mới vào chơi xong là bóc rồi. Thằng này lò giò vào chuồng này. Đấy, thằng này hai thanh niên. Ôi, cận chiến kinh ấy. Cận chiến kinh. Rồi, nê vàng sinh vượt. Rồi, vớ vẩn. Vừa có cận chiến được thanh niên. Thằng này. Cận chiến. Thằng này lách rồi. Lách rộng. Cao bầu gì. Cao bầu gì. Ôi dồi. Quả đấy đúng à. 106 điểm rồi các bạn. Ngoài quá. Hôm nay mình giao lưu cùng bạn ấy cho nên là việc đua top sẽ có thể là không thành vì tùy còn trình độ chơi của từng người. Nào. Đây. Vâng, ngại có thêm cận chiến một cặp em điện thoại. Sao biết, vâng. Vâng, Trẻ Trâu. Đây. Ui giời. Rồi, cận chiến. Sao mà cũng gì này. Này, đúng rồi, tao hơi bị hật mày đấy. Rồi, vào chuồng. Đánh em. Đấy, đờ em.
tuổi gì, có một còn hai thằng nữa. Mình nói trước là đây, đây, đây. Hai bọn mình đã làm boss thì do mai chỉ có thắng trở lên. Người chỉ có nước kia trống. Vâng, nó một thêm trận chiến nữa rồi, cường deep coin. Đây. Vâng, đây, còn ba thanh niên nữa rồi. Ôi trời ơi. Từ gì em? Đây, 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 thằng kia thì nào ăn thằng rồi. Bốn mình còn hai thanh niên thôi. Hai anh em cố gắng. Vâng, mở bốn bắn hết trẻ trâu nữa. Nào, thể hiện đi nghĩ. Ôi. Mở bốn mình vương. Em đây nào. Rồi, ơi, chạy chạy chạy. Ôi trời. Chạy chạy chạy. Đằng sau kìa các em ơi, đằng sau kìa. Đằng sau kìa. Tao anh bảo đằng sau kìa mà. Kinh, kinh người cho mày thằng ơi. Nào, lại bảo cho mày thằng đi. Lại bảo cho mày thằng đi. Lại bảo cho mày thằng đi. Ôi, hai thằng. Ôi. Vâng, còn hai thanh niên đúng rồi, phải hero ba hạn ba sao. E nào. Hero, hero tới gì? Vào chuông này, vào chuông này. Vào chuông, vào chuông. Ôi trời, cố gắng. Ôi thằng này chết thần rồi. Có cố gắng, có cố gắng. Thằng này chết thần rồi, thằng này chết thần rồi. Ôi trời ơi, hero 4 sao anh em giết được mà em, 3 thanh niên. Em vào trong thì chỉ có được 2 phút ra. Vèo, chết. Ôi, tôi hiện tại mình vào có hơn chạy. Máu. Chạy, 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 tha cho em. Còn 1 hero thôi. Ôi, hero 3 sao. Hero tới đây. Ngươi, ngồi máu. Ôi, thôi, có đổi thế mình rồi. Hero 3 sao bắn thầm lắm. Hiện kinh. Tại thì mình đang có hiện tại mình đang có 1786 điểm rồi, bây giờ sẽ được phiên ạ. Bạn chơi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, nào, 1. Đến Deadjoy thì hiện nào. Từ nay trở đi ok là mình và bạn không làm trong bài, không làm trong bài. Mình và bạn này sẽ cùng thằng tổ ấy, giật bắt mình ra. Ôi bà, thằng này, thằng lần sau, thằng và bạn này sẽ là hai người thằng này, Nepal tuổi gì, Nepal cùng nhau tạo nhiều video hay và clip hay đi vào kênh DLCT Gaming cho các bạn xem. Nào, Python, Python, Deadjoy, bộ ba huyền thoại, làm nên tên tuổi. Rồi. Cúi thằng bot, thằng bot. Cái bot kìa. Mình. Cuốn trong luôn. Mà suốt kề bị mọc. Ok, nhanh quá. Rồi, bị thắng rất là nhanh. Bây giờ là phiên mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Làm rồi. Ok, ngon chim. Không làm ngon. Ai bắt đầu cho anh ngon. Rồi. Để cho thể hiện nào. Ui dồi ôi, nano xuống chuông nhá. Nano xuống chuông nhá. Vào đây em ơi. What the fuck rồi ơi. Thằng này sẽ chết. Thằng ra màu gì. Ra màu gì. Tới đi. Màu đùa. Rồi dồi ôi. Gọi là pha xử lý mắc cung người của mình. 202 điểm rồi các bạn ạ. Qua năng nào. À cứ đi mà thằng Thành ạ. Ôi dồi anh ơi, anh đây, 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 thanh niên, tuổi gì, khẩu gì, OTS binh này, OTS binh này. Để nào, để cho thể hiện đây. Đừng có mặt chơi với anh em nhá. Đấy, bây giờ muốn là mình vào là kiểu gì, zombie thắng. Vâng, thanh niên với binh gì, các bạn ạ. Còn ở trên. Là bạn đây. Đấy, chúng nó ra từ đầu ngay, hình lại. Đâu, chúng nó ra từ đầu đây. Là bạn đây. Dạ xin lỗi nha, cho mình xin lỗi nha, tại vì là máy của mình đang quay clip thì nó hơi lag. Vâng, mạng nhiều thanh niên cầm băng đết và đết tròi đi tận chứ. Mạng ở nhà ngon thì mấy cũng không quay clip. Đây, áp cả. Thật là một cái pha cả ít mắc đỉnh của tôi rồi. Cút chi thần thánh. Cút chi đấy, đánh. À, nói chưa các bạn là... Đây, ok. Thần thủ thánh. Dung tuyệt chủng ngon. Bây giờ tiếp tục bảng. Vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy pha xử lý mắc mọi người. Và bây giờ hãy cùng chuyển qua vào lô thứ hai. Và đó là một bàn đếp huyền thoại của người Nepal Gold. Nepal Gold. Thực ra là lô 2, nhưng mà chúng ta bọn này là 1500. Cái khẩu dây AV của Nguyễn Linh vì bay ngoài thì thật là... Nào Nepal Gold thế đây. Tại ông ấy thằng bạn đây nó đang lên cơ sở hơi, nó quên dùng ba lô vô thích của nó. Tới gì em ấy, tới gì bọn lại. Em nhầm anh nhầm. Lại dùng nick của mình. Đấy, thằng kia đang nhầm em. Vâng, chúa tỷ, chúa... Ôi, nó vào rồi. Chúa tể tới gì em ấy. Nhảy anh ơi. Nào.
mà logo thích của bọn này là bandage và what the fuck thằng này bandage destroyer mình bạn bandage thôi mà bạn mình cũng thích là destroyer thế nên là thằng này đây 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 mất 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 tròn 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 từ gì em ơi nào bandage điện thoại nào mà mày ra đây mày ra đây tao bắn mày như thế mà mày không đấy đấy ôi trời ơi bị cận chiến thôi. Ok thằng này đỡ cận chiến nó luôn. Vô cận chiến thằng này. Headshot. Ok, hoàn tất. Xử lý mắc đỉnh. Trời ơi, chật trái mà nó vẫn chết kìa. Các bạn đã thấy trình độ mắc phải nói là mắc ba của. Cận chiến nó luôn. Rồi. Ôi rồi, không kịp. Mẹ, các bạn phải biết là mình cực kỳ là sợ boss các bạn. Là bóng ma. Bóng ma này, bóng ma này, bóng ma này, bóng ma. Kia. Rồi, ơi, trời ơi. Đéo kia. Nào, đây thanh niên cầm Destroy đi săn này. Rồi rồi rồi, bên kia bên kia. À mở muốn bắn đến này. Nào, mách mách mách. Thằng này. Ôi, bị cầm chiến thôi. Thằng này mất lốp này. Trời ơi. Thằng này thật lạ. Thằng này thằng láo thật tặng. Nhưng mà mình có 329 điểm. Thằng này thì mất rồi. Và vẫn có là một cận chiến. Nepal Gold thằng này. Các bạn có thể thấy Nepal Gold mắc ba rồi. Phòng này rất là nhiều người đi cận chiến đâu ạ. Người không. Người cận chiến, người người. Đi săn. Mẹ nào đỡ được. Giảm mỗi 2 3 thì xong chứ nào rồi. Vâng nào, xong chuồng còn 2 thằng thôi, cố lên. Rồi ok, cái nào, bắn đi. Tuổi thế em ơi. Rồi, hero 1 sao, hero 1 sao, không phải lo. Tóc kia, rồi đằng qua, đằng không qua. Phải lo hero 1 sao, vào lên. Tóc mất thủy thủy kia rồi, ok chưa. Có thằng hero 5 thủy kia là mình rất thích, mình giết hero 5 luôn đấy. Còn tóc bao bự. Ờ, thằng này sao không kìa. Ờ, thằng này bị ngáo à. Em mình bốn mình nhau rồi hãy cùng chuyển qua màn hình của thằng Siêu Anh Nam A Clan VK nó tự nhiên còn có 4800 máu hồi máu đây em ơi phí mạng đi vừa thằng này làm gì đấy chúng ta cùng chuyển qua màn hình của nhìn khác vâng thằng này có mỗi thằng này thôi vâng có mỗi một thanh niên là hoa bốn hệ đồ một sung ba hàng nga mà hàng vâng thanh niên chơi trốn đấy các bạn ngao đây là thiên minh ngao ok nhưng mà thật thì đây mình dùng ba lô của mình thích chứ không dùng ba lô phế phẩm của thằng này nào đến lúc để tích cho Python thể hiện ra là không đi thằng này không phải dùng tao rồi ơi quá đau lòng vâng các bạn có thể thấy mình đã rủa các bạn thấy không cái mồm thằng bên cạnh mình nó khắm quá nó nói rồi bắn cả đây cả ôi bắn đây này đây ôi thằng này ờ thằng báo vâng đã nhìn thấy đã đây 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 ơ thằng này thông minh nhỉ nào ô tiếp mình nào cẩn thận nha bạn ơi ở sau kia ơi con mắt kia chút nghe bị bọc đời nó phải thế nào vẫn đi vào thế này ơi thế ơi chúc mừng mình ngồi mỹ rồi mai muộn. Đây kinh công. Ôi trời ơi. Các bạn thử đi làm cái con mắc ba luôn. Đồ, cố lên ơi. Anh bắn thủ kiến thôi. Ôi, nhanh kìa. Nhanh kìa. Bóp này, bóp này. Vâng, ba cái thần thánh. Ôi, có zombie bên dưới kìa. Rồi, bạn ơi. Nào, súng nổ, súng nổ, súng nổ. Trận chiến lên bạn ơi. Mất lên thanh rồi. Ôi, chết rồi. Ôi, thôi các bạn chỉ sợ giúp mình thôi. Mình sợ lắm, mình sợ lắm. Ê, chạy đi. Cận chiến. Ôi, tự nhiên thằng này ở ngon thế nhỉ. Ok, chuyển số béo lại với Destroy điện thoại nào. Số béo ở thế. Nào, kinh công. Cận chiến. Vào đây, vào đây. Tuổi dề. Thật là ngu người. À, cái này là mình chơi nha bạn nhá. Ôi, trời ơi. Ui, trời ơi. Mình vẫn huyết thanh bao giờ nhỉ? Lúc nào có biểu tượng huyết thanh cạnh mà. Đây, đã nhìn thấy thanh niên rồi. Đây. Không ma rồi, ui tục ba luôn rồi. Rồi vào đây. Ui nhầm súng rồi bạn ơi. Vậy bạn đây. Đây là núp này. Đấy, ê núp. Thật là phát xử lý ngu người. Mắc ngu người. Đây, thanh niên, nếp ăn. Đâu, sao bỏ mình, sao bỏ xử lý. Nào, đấy. Mở các thanh niên hero 1 sao, cố lên bạn ơi. Hero 1 sao, cố lên. Ui, máu mà. Hero 1 sao, rồi. Không hóa anh hero này. Không hóa anh hero này. Đâu không lấy đâu. Đây không hóa anh hero này. Các anh hero một sao chỉ sâu nào. Lại đầy máu rồi. Nào, đếm cái nào.
Rồi, cố lên. Cố lên, hero, 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 hero. Ôi, thật tuyệt vời. Không còn gì để nói hơn. Hôm nay mình chơi mắt đỉnh luôn ấy. Hero này, hero kìa. Hero, tức ai rồi, tức ai rồi. Hôm nay không biết đâu tốt rồi. Ôi, không có chút xôi tạm máu. Chạy, 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 chạy. Ra đi bạn ơi. Chạy 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 chạy. Mình top 2 rồi các bạn ơi. Ok, top 2 rồi các bạn ơi. Bạn bên cạnh mình chơi bạn sẽ cùng bạn Edge. Vâng, vừa rồi mình đã thần phục với khả năng cầm Edge Choi của bạn ấy. Nhưng mà bây giờ sẽ thể hiện trình độ của bạn Edge. Bạn Edge không thua kém. Ok đi. Bấm nhầm nút. Vâng, khi nào mong ngồi bạn đang dùng đầu teo. Bây giờ mà dùng con đầu teo là chỉ cận chiến như rồi. Tuổi gì, tuổi gì. Rồi, ok. Cận chiến ok, lên top rồi các bạn ơi. Lên top 1 rồi, lên top 1 rồi. Thật nắng ngòng, rồi. Ui giời ơi, quả cận chiến mắc ngu người. Bạn đấy chỉ dùng... Đây, cá C, cá C. Bạn đấy dùng rất khó, rất khó. Đây. Khó hơn cả Destroyer, nhưng mà được cái là nó... Rồi. Ôi giời ơi. Rớt rồi. Sky Galaxy, Sky Galaxy đã lên. Cố lên, cố lên. Nào. Thế hiện. Ôi, mất tôm rồi các bạn ơi. Không phải lo đâu, Sky Galaxy tuổi gì. Thằng kia nó bắn hơn. Ôi, đằng sau kìa. Ý đây được, 636 liền. Mình kém được tốt, ok, lên tốt rồi, thằng tốt phát rồi. Đúng à, nó phải thật. Ok, bây giờ sẽ bị, sẽ phải nuôi tốt với thằng cường deep boy ba. Thằng này ở clan, clan. Clan đây đằng sau, đằng sau kìa em ơi, anh bảo đằng sau kìa. Đây, lại M4, lại M4 này, cái top M4 này. Ờ, mình đã thấy trình độ cầm cái trò của bạn ấy. Đây, AK. Các bạn này cầm ơi, cần chiến ạ. Nhoi. What the fuck? Sai bị mong lộp. Rau gì nào? Vâng, thằng bạn Kasiken thì online. Lách nào, thế hết đi. Rồi, xuống rồi. Không, không biết anh kia đâu. Chạy. Không kịp các bạn ạ. Kiểu thứ 9 rồi. Mình vẫn làm tốt. Vâng. Cảm ơn, mình cũng cảm ơn bạn thanh niên làm tốt nhé. Vì đã thoát. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đôi là em mon 157. Thằng này ăn hồn nào. Còn 5 thanh niên lần con bay rồi. Chúng ta cùng xem màn hình của thanh niên bot A đúng rồi, bot 7 1 1 2 bot hôm nay đã bị mình cận chiến mất rồi. Thế đâu đấy là hiệp mình chơi nhỉ. À, mình xin giới thiệu luôn nha, mình là Đức Lộc, con bạn bên cạnh là Tuấn Lộc. Hai mình bọn mình sẽ cùng nhau thành lập ra kênh DLCT Gaming. Cho các bạn có thể chung góp một số video mà bọn mình làm. Bọn mình sẽ cố gắng hết cỡ để có thể làm những video và hay nhất. Có thể bắt các bạn có thể like và subscribe lên mình. Thế bây giờ xin mình chơi bạn. Đức Lộc chơi. Ôi, ngon vào mồm luôn. Mình cũng có một điều muốn nói luôn là các bạn hãy giúp thằng thanh niên nào xem được video này giúp mình mua cút chim hay là nhanh độc. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nào, rồi, bên kia. Ôi. Mà sao nó cả một phát mà mình được một. Có nó phóng hết vãi, từ đâu này, cái tội ngu này, thằng này chết luôn rồi, gì nữa. Bật tốt rồi bạn ơi. Sinh ra này này. Đấy, biết ngay mà. Thằng tốt tuổi gì? Đây, tốt một. Bắn, bắn nữa đi. Ủa, tốt một dùng đầu teo này, cơ hội chiến tốt một. À, rất cao. Rồi, ơi. Ôi, số máy thế. Bót bóng ma và đầu teo đuổi theo, cận chiến được con đầu teo thì bóng ma giết luôn. Đây, đã thấy thanh niên nano nguy hiểm nào. Ôi, thôi giết, đây. Vào đây. Ok, thằng bắt kìa bạn đi. Sao đây? Ok, cái chiến được rồi. Đấy là tốt rồi. Mà tốt. Đấy là 113 điểm. 113, lúc 2 là 51. Thằng kia dùng bạn đi. Vẫn bám sát, bám rất sát. Mình dùng ca. Thằng này chết. Thằng này. Của anh.
của anh nha. Vẫn là tốt nhất. Súng đâu bắn đi. Okay. Bắn 3 đồng đầu nhỏ đi. Rồi chạy chưa chiến được đâu bạn ơi. Chạy. Sau kìa, sau kìa. Ok, dọn đe thường. Là lên đây, đây. Ôi, béo kia, béo kia. Ôi, mắc phê luôn các bạn ạ. Pin thon mắc phê. Thon đấy. Rồi, tôi không ai xuống à. Rồi, đi săn kìa. Bà xử lý mắc ngu rồi. Ơi, hình đường đấy mình cho anh bot tí. Thằng nào bạn ấy? Không phải cho anh mà không nhìn thấy thằng bot. Nó cho anh mình. Nó hồi sinh nghe, sao đi. Rồi, thế rồi, năm sau. Thằng ôi, mày thế, thằng hàng năm 2 điểm nó làm hero 5 sao. Đáng ghê. Mày ghê nhỉ. Vâng, một bầu trời rất là đẹp ở bên ngoài, đây. Toàn rừng kìa, núi kìa. Ô, kêu em là đang tắm kìa. À, nhảy ạ. Mình nói luôn, đấy là quê mình nhá. Cho. Thằng này chứng chó đấy. Quê nó vãi xác ở châu Phi mà. Thì ra đâu. Vâng, hero 5 sao. Thằng nào phim mạng bố giết bây giờ. Ôi, ôi dồi ôi, chính mình phim mạng rồi, thì đáng quá. Không sao, đấy mới có 142 được. Mình sẽ đua top với cả thằng clan VS mà. Clan VIP mà. Clan VIP, rồi. Cái clan rất có tiếng ở trong cộng đồng. Ok, hero có thể nói là... Hơi như gì? Nào, để cho thể hiện đi. Để cho thể hiện. Bạn này sẽ dùng 3 H, mình sẽ dùng Destroy. Và hết hiệp này là mình sẽ dùng 3 H và bạn sẽ dùng Destroy các bạn ạ. Ồ, ok, hiệp thứ 11 rồi các bạn ạ. Nào, ba thanh niên dâu quay nó, tuổi dậy. Wow! Ui, chết bà. Ok, béo kia. Tại đây, đừng lây nhiễm em. Ôi, tự nhiên lây nhiễm một đứa này. Ok, thằng kia giận mình là tất cả mình tiếp tục rồi. Bây giờ là... Nào, thôi, mình sẽ chạy. Bây giờ mình sẽ thôi bình luận để cho bạn này có thể chung bình luận chơi để nhận diện rất rõ cho những người đang chơi và những người đang không chơi. Ôi, thằng bot nó đuổi mình. Các bạn ơi, giúp mình. Giúp mình. Thằng bot nó đuổi mình kìa. Lên đây. Bà mày. Rồi. Người nữa. À, bot. Thôi không làm cận chiến được rồi. Ơ đây. Dâu quay nát được. Dâu quay nát. Mình lại cào được Huyết Thanh lần nào cũng vậy các bạn. Cứ mỗi lần mình cào Huyết Thanh thằng kia ở KS. Đây. Mở bộ mặt hết. Ra đây cận chiến đây. Tuổi gì. Ôi, dùng mặt thắng luôn rồi. Bây giờ sẽ phim mình. Mình sẽ dùng bạn đấy chứ bạn nha. Bây giờ mình sẽ dùng bạn đấy. Mà hiệp sau bạn bên cạnh mình sẽ dùng Destroy. Một giờ ba heo. Thế ban gôn thế hết đấy. Ôi thằng nặng. Này nhiều hơn ạ. Nhìn nặng hơn. Ôi bên ngang của mình nặng hơn à. Đừng làm zoom em ơi. Đừng làm zoom. Tốt. Không làm zoom. Thằng bốn thôi. Con bot này. Súng chính đâu bạn ơi. Không làm zoom xong làm zoom con bot. Rồi đấy đấy. Là mắc nhọn. Lần nào bị bot trôn các bạn ạ. Bot này thường ra. Đây. Có thanh niên trong ruộng. Tuổi gì? Vâng, tuần DR1 các bạn ạ. DR1 và 1 nước hành ấy. Thơ mở ra ba heo này. Cái gì chứ không biết, các bạn ấy không biết. Rồi. Cố lên. Sao mở ra ba cái heo lại khỏe thế nhỉ? Tao ngay mình bắn được khủng DR1. Ê, sâu quay nó. Ngon. Vâng, thanh niên định vào chuồng chế châu kìa. Mua hàng mua rồi. Đây nhiều lắm. Vâng, hai con to bình thường. Các bạn ơi, đây, tạm biệt. Mình xin lỗi là mình trang bị nhầm khẩu 10-500 các bạn. Ok, trở lại làm tốt. Rồi. What the fuck. Rồi ơi. Đúng lúc cần chiến thắng mới phải. Thật là không còn lời gì nói luôn. Chờ mình xin nói trước là bạn ấy không quen sử dụng. Rồi. Bạn ấy không quen sử dụng Bandit, thế nên thông cảm. Như là mình có một cái clip là Bandit với cả DM VIP cận chiến mắc phê. Cái gì đấy mình được ủng hộ mình ấy cận chiến ấy. Nên là... Ok, bóng ma bị cận chiến rồi kìa các bạn ạ. Ok, ép bên lát, nạp cùng đấy. Đây, Galingon mình lại. KC, thằng kia còn ép của anh rồi. Vâng, hai thanh niên thủ dâm, thủ top. Rồi, ok, top. Ok, 807 nhỉ. Nhìn rất kết những bọn top và thủ dâm các bạn nhá. Đi săn cái chính hiệu chứ cứ toàn đi thủ du ấy kìa. Là không xứng đáng. Tốt, đặc biệt là những ai sử dụng cái choi ở ban đếp của thủ dâm nhá. Mình nói trước các bạn. Ok, Dung thắng rồi. Ok, hiệp cuối cùng là các bạn ơi. Đua tốt nào, không biết đua tốt được không. Hiệp cuối cùng thế nào, nào. Cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Ôi, chúng tôi mạo rồi này. 8, 7, 6, 5, cố gắng một chút, cận chiến thật nhiều. Nào, cố lên. Vâng, phải nói là quá nhỏ. Nhưng mà đua không được chứ. Mình chỉ mong là không ai phiên mạng thằng top 1. Top 1 mà để phiên mạng mình chịu mình không thôi được. Bây giờ mình có một cơ hội duy nhất là xếp hero các bạn ạ.
không được đâu. Nhảy ui rồi hai anh em đây cái nào cái nào nghe mà sờ ca pinh thôi thanh niên này xong nào nó cũng bắn đi nhỉ. À đây tôi biết em thiếu ơi thiếu thưa anh bên kia vâng các bạn có thể thấy sự phê pha của Akavi tôi xuống top 3 đúng rồi cũng chẳng có ai thế này và ông hoàng chơi với nhau lan này ta fuck you này KBIS này có một KBIS này có gì đó là rồi kể kêu hai thằng thầm giúp kìa rồi Buni hay đấy tiếp tục nào ơi đây có sợi lao lên ơ cần chiến em ấy chiến của Naka 47 vâng rất là trẻ trâu M4 mặt đết đây cái này cứ xoay em xem nó chúng hết không ạ mờ gờ ba heo các bạn ạ rồi mờ gờ ba heo ui trời hơn 200 máu tôm năm rồi nói chung là không có khả năng lên top rồi các bạn 100% rồi các bạn ạ tự nhiên hộp cuối này là bọt xuống quá gì đây hai bốn chín này đằng sau đi em ơi Mưa hai bốn chín là thì mình khả năng lên top nhưng mà mình vẫn đạt được danh hiệu Phong Ma thế là ok rồi rồi mình sẽ lên top bộ mình đã lên top 4 rồi thôi nhưng mà mình làm Phong Ma ok như này làm gì đây tự dội mình vào góc chết à không có tập không đây Huyết Thanh rồi không phải đang có con ơi có một đứa hero rồi có đây đừng làm hero phải làm hero là top 2 thằng top 2 thằng top 5 sẽ làm hero có thể nói là vâng hero 4 sao đúng như mình dự đoán một hero thôi thằng kia bị lây nhiễm rồi cái tội không làm hero nhá nào cố lên nào mình sẽ lập thật nhiều fit để anh em được chứng nhận đây thanh niên này cầm phút rồi tuổi gì rồi la mạc tuổi cờ gì rồi từ từ một nào rồi tôi rồi cảm ơn các bạn đã xem nhanh chào các bạn tạm biệt tôm hai.